Xin chào 500 anh em nhé. Hôm nay thì ngày nghỉ lễ đầu tiên, ngày mùng 1 tháng 9. Ngày mai bắt đầu chương trình nghỉ lễ của Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Thì anh em câu lạc bộ Phủ Quảng ở đây, chủ tịch Tú đưa một số những tác phẩm về vườn. Tiêu biểu đây là tác phẩm có cái tên anh đặt là Bánh Xe Công Lý, và đã được em Giáp nâng tầm tác phẩm lên. Mời anh em ngắm tác phẩm, ngắm những tác phẩm. Và phần sau video này là cái quá trình chuẩn bị đưa xuống, thì mình sẽ để phần sau video. Cũng là một cái cây rất quái và dị. Ngày xưa thì trồng ở trong chậu, và bây giờ thì em Giáp đã nâng tầm cái tác phẩm lên. Bên cạnh cũng là một tác phẩm do em Giáp làm nhưng mà chưa có tên. Một tác phẩm đá. Cái kia ra thì đằng này không có một cái tay nào nữa à? Nhưng mà cái tay kia cái này tay này đang đẹp, nó bỏ cái này ra thì nó khỏi cái đá, phần này nó ra nó mới nhìn nó được. Nhưng bây giờ nhìn cái này muốn dẫn cái tay nhìn nó bằng nào nhờ. Rửa tay chưa ông nhẹ nhỉ? Rửa tay mày quá. Một trong số 6 tác phẩm nghệ thuật đưa về vườn ngày hôm nay thì mình sẽ quay lần lượt từng tác phẩm. Vâng, vào đây một tác phẩm của anh Trường chủ nhân, một tác phẩm mà có thể gọi là nó cũng mới được tí đá thôi, mới được em Giáp làm. Theo mình đánh giá nó là một tác phẩm đẹp, một siêu và một huyền. Và đặc biệt là một cây ổi tàu nhé, một cây ổi tàu kỳ đá thì các bạn biết là xanh xi kỳ đá rất là nhiều rồi, nhưng mà một tác phẩm như ổi tàu kỳ đá thì cũng rất là hiếm, và cũng được em Giáp nâng tầm cái tác phẩm lên. Một cái cây ổi tàu có cái thân chảy rất là khó chịu ngoằn nghèo. Do là cái sân nó chật, đi xung quanh nó khó, mình xin phép là chỉ quay cái mặt trước của cái tác phẩm ổi tàu thôi. Và cũng là những tác phẩm được về vườn trong ngày hôm nay. Cây xanh Nam Biển Ký Đá của em Thỏa, từ vườn chú Cường nghệ sĩ về đây, chú Cường họa sĩ. Tác phẩm xanh Nam Điền trong số 6 tác phẩm chuyển về ngày hôm nay. Và sau đây thì tôi sẽ gửi đến anh em toàn bộ cái quá trình chuyển cây từ trên xe xuống, mời các em đón xem. Đó. Ok, anh cứ chọc vào đây. Cái chủ tịch Tú và bộ Phủ Quảng đó, siêu phẩm Bánh Xe Công Lý về vườn. Tác phẩm và đi ký vào đây anh ơi. Vào đây. Đưa đây anh ơi. Đưa đây. Hôm nay đón mấy siêu phẩm về vườn này. Đó là 5 tác phẩm về vườn. Vườn chủ tịch có rất nhiều tác phẩm. Hãy subscribe cho
Tác phẩm bánh xe công lý đã được em Giác Trương Mỹ nâng tầm lên, đang trong quá trình đợi trời đưa xuống này. Tại to mà khung xe thì nhỏ nên là đưa xuống nó hơi vất vả khó khăn. Không lót à? Không cây gạch à? Có đang thấy ạ. Cây gạch chứ không có là nó tì vào yếm anh. Anh ơi, em bảo là anh vâng. Ngủ máy lên đi. Ờ, để di chuyển em xem ra tì này có nhỉ. Các cụ bảo là cưới vợ thì lâu, đón dâu thì mấy. Công tác chuẩn bị của cây để nâng em ra ngoài rất là lâu, nhưng nhân thì một phút một giây là ra ngoài rồi. Anh cành tiếp nào. Để đâu rồi thì đúng. Siêu phẩm bánh xe công lý đang được nhấc ra cách từ từ. Rồi quát phải phục rồi đúng không? Ok, hết cùng rồi. Rồi bây giờ anh chiếm một vị trí nào là rộng để mình cho đúng rồi. Mình cho ra cái số rộng để diễn mình đặt lên đây. Đây anh cho ra đây đi. Đấy, ngang như này. Đừng như đừng chứng cứng như hoa này các bạn. Cứ thẳng đấy. Thôi, thôi. Vâng ạ. Cặp kênh, vào nó cặp kênh lùi một tí được không? Vâng. Lùi một tí. Tưởng để thằng trên cao kìa. Để lên cao. Lên thẳng. Thằng nào rồi vẫn dê ra để tạm thôi mà. Thôi anh ạ. Rồi thế là đặt xuống rồi. Được chưa? Được ok. Khí đá rất là nghệ thuật. Đây, rất là xuống đi anh ơi. Đó, hứa hẹn 5-7 năm nữa sẽ thành một siêu phẩm. Đó. Rồi, từ từ cho em đi nhá. Em bỏ gạch. Em đang thoải mái càng này chiếu nào. Ở trong cần em ngả, bảo ngả đấy. Trên xe vẫn còn mấy siêu phẩm này, 3 siêu phẩm nữa này. Bên đây cũng là hai tác phẩm của anh em câu lạc bộ Phủ Quảng hôm nay mang về để giới thiệu các bạn. Đây là những cái tác phẩm trước đây là của em Thỏa, con rể chú Cường Họa Sĩ, để lại cho anh em Ba Vì. Hôm nay hai xe trở lên, xe của em Giáp chở 4 cây, xe của em Thỏa chở 2 cây, tổng là 6 tác phẩm hôm nay về với nhà vườn Ba Vì. Hôm nay lẽ ra là còn một tác phẩm nữa của em Luân bên Đông Anh, nhưng mà hôm nay em bận không trở được lên. Em nghĩ anh vừa xoay ra đây để đây rất là cả phần này hôm nay em chỉ vài năm nữa nó hóa cả nó ok rồi, cái cục người đấy. Một
siêu phẩm của tàu sau khi được ký đá. Qua bàn tay của em Giáp thì cây ổi này nó đã biến đổi rất nhiều so với khi nó ở cái chỗ cũ. Nó bật dáng lại, trước cây ổi này nó ở dáng khác. Cánh để viên ngồi đây chơi cờ quá đẹp luôn. Mình cứ cho lên đi, xong kia mình thích tê lại. Lên đi, hất cả mà cùng đi. Cho nó chạm chạm, trong này nào. Ok, lên đều đi. Có chúng vui. Có chúng vui. Có mình chúng vui. Xa quá. Tác phẩm đang được di chuyển về vị trí. Cao nữa đi, cao nữa, phải 15 phân nữa. Nữa, đưa đi, đưa đi. Rồi thôi. Bây giờ sang bên lái tí luôn. Đúng rồi, sang bên trái này một tí này. Đấy, giả lái đi, giả lái đi. Giả lái đi. Rồi cứ cứ vào đi, xong rồi lùi lại là ok. Cứ vào đây. Cân cân chưa? Chưa cho cân đâu. Giờ phải giả, giả lái một tí nữa. Đưa đi. Đưa. Đưa đi. Đích thân em Giáp, người nâng tầm tác phẩm nó lên trực tiếp để chỉ đạo anh em đưa cây bánh xe công lý vào vị trí. Đúng rồi, hết sang bên này. Rồi, cứ vào thẳng đi. Vâng. Rồi, bây giờ cho nó băng băng chậu đi thì chỉ mặt đấy. Mặt chậu đi. Thôi, để bây giờ ngắm lại nhé. Bây giờ phải xoay nó đi một tí nữa. Xong rồi, vâng, dạ, dạ. Đúng rồi, xong rồi giả, giả máy lui lại, xong rồi vâng. Cho sang bên này khoảng 2 phân nữa này. Ok anh. Chiều nó sang bên này 2 phân nữa. Bây giờ giả, giả thẳng lái xe đi đã. Đấy, đưa đi, giả, giả lái xe rồi. Đấy, giả, đúng rồi, thôi. Để đưa được tác phẩm vào cũng rất là vất vả, mặc dù đã có xe nâng rồi. Vâng, xong rồi có thể là nhấc cả cái tay. Anh cứ vào đi. Nó vẫn ăn bên lái đi nhiều quá, em phải cho sang. Sang bên này khoảng 2 phân này. Anh phải đến một tí nữa đúng không ạ? Lấy nhẹ ra được. Mời các bạn xem video của tại Công Bình thì nhé. Chủ yếu là âm thanh của các anh em đang chỉ đạo đưa cây ra vào. Sạc đẹp lắm. Sang bên này biết. Chậu rất là đẹp và giá cả là hợp lý. Ra đi. Ông chủ đang chỉ đạo anh em đưa cây vào.
méo tí. Vâng. Siêu phẩm của tàu nhé. Vâng đấy. Tác phẩm cũng đã được đăng tải. Không, anh lùi ra ngoài đi. Trong bắt đầu thì nó bê khanh phát vào luôn. Vâng. Anh trai ơi, quẻ xuống đây hồi. Ồ, vâng. Mặt chính đây. Mặt chính đây ạ. Sao? Lực lượng rất là đông nha. Hơn chục anh em mới đưa được cái siêu phẩm của tàu này rất là nặng. Bây giờ nhá, khênh ra đằng nào cũng ra đây. Bây giờ đây thì nước sỏ cái càng vào đây thì anh không quay ra được. Rồi. Mối đấy thì chết nhập. Bây giờ mình xôi cây lên này xong. Quay luôn. Nặng với anh lên quay luôn rồi. Quay luôn. Không. Cứ đưa xuống bàn thôi quay. Khênh vào đây là. Mấy anh em quay vào lá đây. Khênh vào đây là. Úi giời, đồng chưa? Anh ơi, làm xe đi ạ. Làm nhá. Không xe, đưa xe. Rồi, rồi, rồi. Ba hẳn xe đi. Rồi, rồi. Đưa cái chăng đi. Rồi, xoay nhá. Lôi, lôi, lôi. Nhá, bỏ vào chân ra đây. Rất đông. Xoay luôn đi, xoay toàn. Xe này, cho xe hẳn ra đã. Mình xoay. Rồi, đưa cái hẳn xe ra đi. Anh ấy gửi lên tí không? Rồi, phênh ra trong chân. Bảo đồ, nó chân lên toàn. Mình, thay nó chân lên. Rất nặng. Được cái lực lượng đông. Mẹ đắng đây rồi. Về hết luôn. Đã, đời đang khiên cây nhá, thằng gọi thẳng. Không cho nó hở, không cả đấy. Không hở, không hở. Quá đẹp. Rồi không có đâu, bỏ dây. Tác phẩm được nâng tầm. Vẫn còn hai tác phẩm nữa đang nằm ở trên xe. Cái này là cái nào nhỉ? Cây của bác Trường. Ông ở đâu ra đi? Cây mani banh cây ở dưới đấy. Về coi như chỉ việc chăm và sau này để chơi thôi. Đang ra dễ rồi. Tiếp tục lại những cái tác phẩm được đưa vào những cái vị trí đã được định sẵn. Đây có em Thoại, còn để ông chờ mà. Đây để mình